bắt đầu. Xin chào các cô và các bạn. Xin tự giới thiệu, mình tên là Văn Công, học lớp 2A, học lớp cô Trang, với bạn sơ đồ. Sau đây mình sẽ thấy mẹ các bạn học sơ đồ thuyết trình về giờ phút một được sử dụng để biết giờ đi học, biết giờ học bài, biết lên hay học tập. Ngày A kiến cần nhớ một giờ bằng 60 phút buổi sáng, 11 giờ sáng đến 10 giờ sáng buổi trưa, 11 giờ đến 12 giờ buổi chiều, 13 giờ đến 18 giờ buổi tối, 19 giờ đến 21 giờ buổi đêm, 22 giờ đến 24 giờ. Kim phút chỉ vào số 3, 15 phút kim phút chỉ vào số 6, số 30. Ngày 3, nội dung xem giờ phút thực hiện phép tính. Ngày 4, luyện tập kê sơ đồ tư duy thuyết trình bài học, luyện tập bài tập. Đến gì nữa? Kết thúc buổi thì làm nào? Bài thuyết trình mới. Cảm ơn cô và các bạn đã nghe bài thuyết trình của chúng tôi. Hết hết thúc. Xin chào.